cán VGL ra. Thì được lên trên. Tất cả là tại bà Rani. Con mụ Rani kìa. Bà đó bắt mình xuống đây. Bây giờ con nhận cũng lò ăn thịt mình. Nhưng con nhận cái chân nó đâu có bằng mình đâu. Một lần mình chạy hơn hắt 1 km/h, 100 km/h còn hơn. Được cái menu của mình. Anh ngỡ menu đó menu giả. Tôi lấy nhầm menu giả cái bớ xài cái kết là bớ đi dụ. Thấy rồi, phải thấy rồi. Cho bán đạn thôi. Cho bán đạn. Chúng đi ăn đạn nào. Ê, đúng vậy. Phải ăn đạn mới ngon chứ. Có ăn đạn sao ngon. Đủ bài ta tiếp. Sẽ lấy cây. Ủa, bố đâu? Ở đây. Cái silver. Lấy 4 cái. Lấy 4 cái luôn chỗ xe. Còn đây có cái gì? Xây phạm. Vậy xây cái. Mở được cái này là cái xếp kỳ
chưa mọi người? Xe mưa nó táp mình rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì mình đã thoát khỏi được căn nhà của bà Rani rồi mọi người ơi. Cảm ơn các mọi người đã xem video này nha. Hôm nay trong bếp vừa có sự kiện mới mọi người. Giờ mình đi xem thử. Cái map thì nó cũng thay đổi cái nền chút xíu nè. Cái map thì nó thay đổi cái cục này. Hôm trước cái cục này cục gỗ nè. Biến thành cục bê tông vậy. Cái kiếm này chưa thích nhưng mà nó không có kiếm lửa mà nó có kiếm băng không à, cầm tay có kiếm lửa mà chứ không có phải kiếm băng không à, chứ không có kiếm lửa đây vậy. Cù nè của mình đó. Có nhiều đây rồi. Để vô thực lại sẽ bán mấy cái này kiếm chìa khóa gì trời. Rồi chém này đó. Đó mình có thể chém cái thằng này. Mình có thể chém được cái thằng này. Còn chúng ta sẽ lên đây. Đây chỉ là anh bấm nhạc. Đây giờ mình xuống muối cho người coi nha. Chuẩn bị rồi nha. Vậy. Ủa bị gì vậy?
rồi mình quýnh anh bấm nhạc. Thường thường mình bi bi, mình đâu có dám mà quýnh kiểu vậy đâu. Cái gáy bị ăn đập mà. Không hỏi mà chậm đồ. Cổ bà phải lắc xong rồi bị ăn ngay cái bố vô đầu luôn. Không hỏi mà đi chậm gà đó mọi người. Mọi người có xem video đó rồi. Lúc đó thì bị ăn bố vô đầu rồi. Tôi quay lại cái tôi bị ăn bố vô đầu. Đớn đào dữ lắm. Mọi người hiểu cảm giác của tôi lúc đó đâu. Đó. Chị kiện mới không. Cho đồ gì mà xịn dữ vậy. Có vũ khí kim cương không? Có vũ khí kim cương không? Má sao cái mùa nào cũng cho cái ngọc cù bắp hết trơn vậy? Sống cho ngọc hút máu đi. Ngọc hút máu giờ là quan trọng với tôi chứ. Người khác không quan trọng. Kỹ năng nó cũng quan trọng. Hút máu nó cũng quan trọng. Tôi biết chừng nào tôi có ngọc chô la ở đây nữa. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay thì để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ cho mình nha. Bye bye.